Trong ngày mùng 2 Tết Giáp Thìn, thời tiết tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu ban ngày trời nắng, chiều tối và đêm có chút se lạnh. Ngoài ra vùng biển ngoài khơi Bà Rịa Vũng Tàu đến Côn Đảo có mưa rào và dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Gió đông bắc mạnh cấp 6 cấp 7, giật cấp 8 cấp 9. Sóng biển cao từ 2 đến 5 mét, biển động mạnh. Do đó toàn bộ tàu thuyền và các hoạt động khác trên vùng biển này cần chú ý đề phòng. Diễn biến thời tiết cụ thể ở từng khu vực trên địa bàn tỉnh trong ngày hôm nay 11 tháng 2 năm 2024 như sau. Khu vực phía bắc của tỉnh ban ngày trời nắng, gió đông đến đông nam cấp 2, nhiệt độ cao nhất 31 đến 33 độ, độ ẩm 72 đến 77%. Khu vực ven biển Bà Rịa Vũng Tàu ngày nắng, mức nhiệt từ 30 đến 32 độ, gió đông đến đông nam cấp 2 cấp 3, độ ẩm 73 đến 78%. Huyện Côn Đảo ngày nắng, nhiệt độ 29 đến 31 độ, gió đông bắc đến đông cấp 2 cấp 3, độ ẩm 77 đến 82%. Hải Văn vùng biển Bà Rịa Vũng Tàu có mưa và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km. Gió theo hướng đông bắc cấp 6 cấp 7, giật cấp 8 cấp 9, biển động mạnh. Thủy triều tại Vũng Tàu ngày 11 tháng 2 năm 2024, mực nước cao nhất 410 cm vào lúc 2 giờ và thấp nhất 30 cm lúc 9 giờ.